Chào các bạn nha. Sau một hồi lòng vòng thì chúng tôi đã tới được resort Ngọc Sương. Vé vào resort Ngọc Sương là 50.000. Và rồi các bạn cùng đi với chúng tôi. Và rồi chúng tôi sẽ quay toàn cảnh cái resort Ngọc Sương cho các bạn xem. Trước mắt chúng tôi là cái tòa tháp. Tòa tháp như các bạn vẫn nhìn trên những hình ảnh, các bạn thấy những mẫu chụp hình sống ảo tại đây. Và rồi mình sẽ qua cái tòa tháp cho các bạn xem trực tiếp luôn. Khu vực này vào giờ này là khá yên tĩnh nha các bạn nhé. Đây nha. Và đây là cái tòa tháp mà các bạn vẫn hay tìm đấy nha. Các bạn hay tìm những tòa tháp này đúng không? Và đây nó đây nha. Đấy, đứng cái chanh mà bước ở đây đi. Rồi. Ok chưa? Có cái giá là được rồi. Đây. Đây nha các bạn nhé, toàn cảnh tòa tháp này nha. Trên đây được xây bằng đá thôi. Bên trên có một cái motor. À, chắc là bay trong trống. À đây đúng rồi, trong trống đây. Nhưng mà trong trống này chắc là không hoạt động nữa. Đây, trong trống này nha. Mức độ gì xét như thế này là chắc chắn không quay được. Rộng ra cho các bạn xem. Thank you.
bạn, mình đã có mặt trực tiếp tại resort Ngọc Sương nha các bạn. Thôi, qua bên kia. Qua bên kia xíu này này. Hả? Sao, chụp tấm đúng không? Thế là hồi xưa nó nhiều lắm đúng không? Cầu gãy ô tô vào kiểu gì đó cô? Chị ôm à? À là bỏ khách ở ngoài đi, chị ôm vào. Nên là khách nó vắng. À để xe lớn nữa. Tăng bo vào á. À. Nhưng mà chính ra lại ngon, này yên tĩnh. Đỡ ổn nào. Cảm ơn cô nha. Cảm nhận của em sao khi vào khu resort Ngọc Sương này? Yên tĩnh, hiền hòa đúng không? Khí hậu dễ chịu đúng không? Ít khách đúng không? Có một vài anh nhái đang ở đây. Bắn từ xa, bắn từ xa. Hai anh phó nhái, bốn anh phó nhái. Anh từ đâu tới rồi? Sài Gòn này. Em đi bên Coca-Cola em đi chơi. À, đi chơi hả? Đảo ha. Mấy anh em cũng trong Nha Trang ra đây chơi. May quá, ít khách. Tại vì resort Ngọc Sương cũng có hai cái xích đu nhá. Nhưng mà nước rút thấp quá rồi. Để lên là cái xích đu kia chắc là cũng hơi bị đắm đuối. Đây có hai tảng đá giống như tảng đá trồng bên Nha Trang. Mình cũng thấy hai cái vết dấu chân. Mà biết phải cái ông mà đạp vào hòn trồng ông ra cũng đạp không biết. Rất nhiều.
Tại đây thì mình cũng tìm thấy con này nhá, con cầu gai nhá, à quên, nhung biển nhá, nhung biển nhá, nhung biển cũng có tại khu resort là Ngọc Sương nhá. Mình chia tay đi, tắt lên trời thôi. Khác nhau giữa Ngọc Sương và bên sao biển là bên Ngọc Sương là cũng có cái xích đu, nhưng mà Ngọc Sương là xích đu đôi nha các bạn. Điểm khác nhau thế thôi. Ngọc Sương là xích đu đôi, còn bên sao biển là xích đu đơn. Hồi lễ là xích đu bên Ngọc, bên sao biển là thấp, nước là phải lội vào mới tới, còn bên Ngọc Sương là chắc phải đu mới lên tới nơi. Resort Ngọc Sương được bao phủ bởi một hàng dừa xanh mát nhá. Đó là rất chi là vi vu và dễ chịu. Ôi lại gặp lại, hồi lấy mới gặp bên kia đúng không? Dạ. Hồi lấy mới gặp bên kia đúng không? Dạ không, vô đánh bài nha. Đánh bài là thiếu một chân nữa. Thiếu một chân. Trời ơi, đã vậy. Ủa mấy em từ đâu đến mà lại đi có ba người vậy? Sài Gòn. Sao lúc đi không rủ anh đi với? Anh cũng Sài Gòn hả? Ờ. Anh ở quận mấy vậy? Ừ, quận Gò Vấp. Anh vứt cái té về đấy nhỏ luôn. Anh ở Gò Vấp là Tân Bình Cống Lợi. Phường 15, một số nhà 1 bộ quân C. Anh sắp rồi. Sắp là khi nào? Rồi anh kiếm được người ấy anh về. Em đây chứ ai nữa. Đấy, mình theo nhau về luôn đi. 5 cây. Trường nào cũng về? Trường nào cũng về? Hả? Trường nào cũng về? Trường này ở đây em đi. Đấy vậy. Anh cũng ngủ ở đây luôn à? Ngủ đi chọc này luôn à? Không, em ở bên kia. Bên nào? Bên Hoa Vàng. À bên Hoa Vàng, sau qua đây chơi. Đi 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 kia. Em không thích đi Nha Trang à? Dạ. Không thích đi Nha Trang à? Ý là không thích vào Nha Trang mà thích ở đây à? Yên tĩnh đúng không? Thích ở đây đến đây. Cái này đẹp đấy. Ở đây là về anh.
cái em đánh đường hả? Em nói cũng không đi nữa. Từ sáng giờ là có nhóm em thôi à? Hay có nhóm khác nữa? Em mới qua. Mới qua hả? Ngon lắm, đi vô đánh bài ngon lắm, nhất em. Đánh Sapphire tấm nhá. Đánh về gì? Tân Bình đấy. Tân Bình. Ok. Hả? Anh đừng có chồ em lên nói đâu đó. Bốn, xin cảm ơn hai em. Cái khu vực bãi tắm của resort Ngọc Sương này các bạn bắt được rất nhiều con cua biển nhé. Quan, chu, truy, bay.